Được chưa, các em chưa nhớ được chưa? Đây cô xét một điểm P nhé, trong hệ tọa độ cố định O, X, Y, Z thì vị trí của điểm P ta có thể biểu diễn dưới dạng ma trận. Đây tức là tọa độ này, B, X, Y, Z theo ba phương này, X, Y, Z như này, V, X, B, Y, B, Z như này. Hoặc là biểu diễn dưới dạng vector thông qua các vector đơn vị chỉ phương Y, X, V, Y, K, Z. Đây là cách biểu diễn thông thường đúng không? Có thể các em viết dưới dạng ma trận hoặc là viết dưới dạng vector. Đấy, cô chờ các em vẽ hình vào. Không chưa các em ơi? Không chưa các em ơi? Rồi ạ. Cô sang slide tiếp. Đây, các em có thể hình dung ra nhé. Nếu ta có một cái vật rắn P chuyển động, à, có một cái vật rắn chuyển động đi. Thế bây giờ ta muốn xác định cái hướng và cái vị trí của cái vật rắn đó trong không gian, thì ta xét một cái điểm P bất kỳ trên cái vật rắn đó. Đây, ví dụ ta xét cái điểm ở vị trí ban đầu này, vị trí 1 là vị trí P1 như này. Các em thấy vật rắn quay đến các vị trí chuyển động đúng không? Nó quay chuyển động quay đến các vị trí khác nhau. Thì cái điểm P đó nó sẽ biến thành điểm B2. B1 nó sẽ rời đến vị trí B2, B3, B4. Đây là bốn vị trí của cái vật rắn trong không gian. Thế bây giờ người ta muốn mô tả cái chuyển động của cái vật rắn trong không gian thì như thế nào? Để ta xét một cái vật rắn bất kỳ để chuyển động trong không gian, để mô tả chuyển động của cái vật rắn B trong không gian, thì người ta phải mô tả cái chuyển động của nó đối với một cái hệ quy chiếu. Bao giờ người ta phải xét một cái hệ quy chiếu gốc cố định. Hệ quy chiếu gốc cố định, đây người ta chịu hệ G chẳng hạn đấy nhá. Hệ G tức là hệ x, y, z ban đầu đấy. X chữ hoa này, O, x, y, z ban đầu. Đấy, ta xét cái chuyển động của nó so với cái hệ tọa độ cố định O, x, y, z ban đầu. Ta xem cái chuyển động của nó so với cái hệ gốc đấy ban đầu. Thì trên cái vật rắn đó, ta phải gắn một cái hệ quy chiếu.
Đấy, hệ quy chiếu, các em nhìn thấy hệ quy chiếu ký hiệu chữ B chưa nhỉ? Chữ B nhỏ, à chữ B hoa này. Đấy, trên cái vật rắn đó người ta sẽ phải gắn một cái hệ quy chiếu B. Khi vật rắn này chuyển động thì cái hệ quy chiếu động đó nó sẽ chuyển động theo. Đấy là mục tiêu của ta là muốn mô tả cái chuyển động của cái vật rắn này trong không gian. Thì nó phải chuyển động so với cái gì? So với một cái hệ cố định. Thế để xác định cái chuyển động của nó so với cái hệ cố định đó thì trên vật rắn này người ta gắn một cái hệ quy chiếu động là hệ quy chiếu B này. Khi vật rắn chuyển động đến các vị trí khác nhau, ví dụ vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 như hình vẽ dưới này, thì cái hệ quy chiếu động nó sẽ đến từ các vị trí đó. Thế để mô tả cụ thể cái chuyển động của vật rắn thì người ta sẽ xác định bởi này, một cái vị trí của một cái điểm bất kỳ thuộc cái vật rắn này. Vị trí của cái điểm bất kỳ thuộc vật rắn này và vị trí của cái hệ quy chiếu động gắn lên nó đối với cái hệ quy chiếu ban đầu. Đây ta xét một cái vị điểm P1, điểm P bất kỳ trên cái vật rắn này. Đấy chỉ là một điểm thôi nhé các bạn nhé. Điểm P bất kỳ trên cái vật rắn đó. Người ta ghi P1, P2, P3 này, tức là những cái vị trí mà nó quay. Quay đến vật rắn nó quay mà, trong không gian mà nó quay đến các vị trí khác nhau. Chứ không phải có nhiều điểm B một lúc đâu. Mà đây là những cái vị trí nó mô tả các vị trí khác nhau trong không gian thôi. Ta xét một điểm P bất kỳ trên cái vật rắn này. Đây điểm P ban đầu đấy nhá. Đây này, đây, điểm P đây. Thì nó sẽ đến các vị trí khác nhau mà ta gọi là 1, 2, 3, 4 đấy. Vậy để mô tả cái chuyển động của vật rắn trong không gian thì người ta sẽ xác định bởi cái điểm định vị và hướng. Đây là điểm định vị và hướng này. Đấy, điểm định vị và hướng của vật rắn trong không gian. Đấy, để mô tả. Thế điểm định vị là gì? Điểm định vị là ta xét một cái điểm bất kỳ này trong không gian. Vị trí đấy của cái điểm. Đây nhé, điểm định vị và hướng của vật rắn trong không gian. Rồi thế nào là cái điểm định vị? Ở đây các bạn hiểu này. Điểm định vị là điểm nào? Điểm ta vị. Điểm định vị quy ước vị trí của cái điểm O. O là gốc tọa độ của cái hệ B mới này trong không gian. Để gọi là cái điểm định vị. Đây các em hình dung dễ hơn đây nhé. Trong trường hợp như thế này. Đây hai gốc đây này. O này là O1, O và O, O lớn và O nhỏ hoặc là O và O1. Tức là tâm của cái hệ B này trong không gian. Thì được gọi là điểm định vị. Được gọi là điểm định vị. Thế còn hướng là gì? Hướng là vị trí của cái hệ quy chiếu. Hướng là gì đâu nhỉ? Sao cô vừa xếp nó vào rồi mà nó cứ biến mất ấy nhỉ? Không hiểu sao mà cho nó quá cái bộ nhớ. À đây. Đấy, định vị đấy là vị trí của cái tâm của cái gốc tọa độ mới này, hệ gốc hệ mới này, hệ B này. Hệ động B này. Đây cụ thể ở đây nhé, nó sẽ là O1. O là gốc tọa độ ban đầu. Thế O1 sẽ là gốc tọa độ của cái hệ cố hệ động. Đến vị trí thứ hai thì gọi là O2, đến vị trí thứ ba thì gọi là O3, đến vị trí thứ tư thì gọi là thì ta sẽ có. Thế trong trường hợp ở đây nó quay quanh gốc tọa độ, tức là O với O1 trùng nhau. Nó quay quanh gốc tọa độ mà. Thì là gốc hệ tọa độ mới có gốc trùng với gốc của hệ ban đầu, hệ hệ cố định. Vậy điểm điểm định vị tức là điểm O1 này này. Đấy, điểm O1 đây. Nói này các bạn học học ở trên lớp thì ấy ngay, nhưng còn học ở đây thì sợ là không nhớ. Đây, O1 đây. O nhá. Bằng O, ôi, sao nhỉ? O. Ôi. Không này. Bằng O1 này. Đây nha, các bạn được gọi gì? Đấy. Đây nhá, O. Điểm O bằng điểm O1 đấy các bạn. Đấy, O1 được gọi là điểm định vị. O là gốc tọa độ đúng không? Ban đầu ở đây của hệ cố định. Thế còn O1 sẽ là gốc tọa độ của cái hệ động gắn lên trên vật rắn. Thì O1 được gọi là điểm định vị. Thế còn vị trí của cái hệ quy chiếu B
thay đổi như thế nào thì được gọi là hướng. Cái hệ quy chiếu này, hệ quy chiếu động mà nó gắn ở trên vật rắn, nó mô tả chuyển động của vật rắn, nó cho biết hướng của chuyển động của vật rắn, vì thế nó chính là cái hướng của vật rắn trong không gian. Thế còn O1 là cái điểm định vị. Định vị và định hướng là như vậy. Điểm định vị và hướng của vật rắn. Xong chưa nhỉ? Đấy, chúng ta ghi vào đây. Điểm định vị và hướng. Này các em nhìn đây. Để cách tính đây nhá. Thứ nhất ở đây cái điểm P1, em thấy trong trường hợp hai cái hệ trục tọa độ này trùng nhau như thế này. Hệ tọa độ động với cả hệ tọa độ có góc trùng nhau như này đúng không? Để ta nhìn bên cạnh này, để cách tính đến vị trí B1 thì như thế nào, đến vị trí B2 thì như thế nào, đến vị trí P1 nhá, em tính này, em thấy chiếu lên này, OB1 đúng không? OB1 tức là vị trí B1 đây, LB1 thì giống nhau hết. Đối với hệ gì, cố định cũng vậy và đối với hệ động cũng vậy thôi. Cái này nếu mà là OB1, thế tuy nhiên chiếu lên hai cái trục này, trục x lớn khác mà trục x nhỏ, x trục x một lại khác. Thì các bạn nhìn thấy nó chiếu lên lại khác nhau. Đây còn trong trường hợp này khi mà O và O1 không trùng nhau. Đấy, O và O1 không trùng nhau. Và O1 không trùng nhau đây các bạn. Sau này cô sẽ viết như này nhé, các bạn hình dung nhé. R, P tức là tọa độ của điểm B đối với hệ G. Còn tọa độ của hệ P, xin lỗi, tọa độ của điểm P đối với hệ B. Cái chỉ cái điểm nào ở dưới, còn cái hệ ở trên, cái hệ G thì ở trên. Xong rồi thì để cô chuyển slide nhé.
Được chưa em? Xong chưa các bạn ơi? Ok, tiếp slide tiếp này, thủy tính này. Như là chúng ta sẽ có hai trường hợp các em phân ra nhé. Trường hợp khi mà hai hệ này có gốc trùng nhau và hai hệ này có gốc không trùng nhau. Thế ta xét trước đi. Khi mà hai hệ này, nếu trong trường hợp nếu O mà trùng với hai hệ này có gốc trùng nhau thì như thế nào đấy nhá. Nếu mà O, một với O trùng với nhau. Ta xét một cái vật rắn nhé, chuyển động trong không gian. Để xét một điểm B bất kỳ. Muốn ký hiệu B1, B2, B được hết nhé. Cách hai hệ quy chiếu cùng gốc tọa độ trên. Okay. Lấy một cái điểm B bất kỳ ở trên này. Thì các bạn nhìn thấy là R ở đây là RB2 đấy. R của B2 nhé. Thế nào mà nó lại mất mất cái P2 ở đây đi. Lưu mà nó lại không xếp được thì nó cứ báo là quá bộ nhớ. Đây nhá. R khi mà hai góc trùng với nhau thì cái vector OB2 mà em. Đây này bằng cái vector OB2 này bằng RB2. Tức là bằng RB2 tức là ở đây là cụ thể là bằng OB2 luôn. Còn các bạn lại không nhớ nó bằng cái gì? Bằng cái này. Đây đúng không? Đây này không được thế này. Chạy ra đấy mất. Chuyển sang cái này gõ vậy. OP. Đấy nhé, để các bạn nhìn rõ hơn.
cho dù cùng một cái điểm B2, nếu hai hệ mà có gốc tọa độ trùng nhau thì vector OB2 ấy, thì do đó là chiếu lên nếu các em nhìn vector không thôi thì nó chưa hề đủ để mô tả được cái hướng chuyển động của vật rắn là như vậy. Tại sao lại có cái khái niệm ma trận cosin chỉ hướng ở đây? Để hướng mỗi lần muốn muốn biết được cái hướng của cái vật rắn chuyển động so với cái hệ tọa độ cố định thì như thế nào. Bởi vì nếu mà chỉ xét cái điểm P2 không này như này, xét cái gốc luôn, nó vì là hai cái gốc tọa độ trùng nhau rồi mà, thì OB2 vẫn vậy thôi. Hai gốc trùng nhau thì cho dù là mặc dù là chúng ta nhìn thấy nó chuyển động đến vị trí nào cũng thế thôi. Vẫn là chỉ là cái vector OB2 đúng không? Mặc dù nhá, cái hệ động hệ B là cái hệ động gắn trên vật rắn. Đây cô, các em nhìn hình vẽ này cô giải thích lại đã nhá. Vật rắn này chuyển động trong không gian. Hệ tọa độ cố định là gì? O, x, y, z. Trên vật rắn này ta xét một cái điểm B bất kỳ. Đấy, gọi đến cái vị trí này rồi, người ta xét ở cái vị trí này đi. Thế trên vật rắn đó ta gắn một cái hệ tọa độ động là o nhỏ, x nhỏ, y nhỏ, z, y nhỏ, z nhỏ đấy. Thế tuy nhiên vì hai gốc o này nó trùng nhau nên ta không phân biệt o của hệ B, hệ động hay o của hệ rắn. Thế ta đã biết điểm định vị của nó là cái điểm của hệ mới, hệ cố định mới, điểm tọa độ ấy, gốc tọa độ của cái hệ cố định mới. Thế nhưng mà làm sao? Nhưng mà do hai gốc tọa độ trùng nhau nên nếu mà ta xét một cái điểm bất kỳ trên vật rắn đó, ta nối với hai gốc tọa độ đó thì nó vẫn trùng nhau thôi. OB2 như là như nhau. Mặc dù là cái hệ B này khác hệ G hẳn hoi đúng không? Nhưng mà nếu ta chỉ xét cái vector OB2 này thì nó đến cái vị, dù cho cái hệ động B này nó chuyển động như thế nào chăng nữa thì nó OB2 là nó vẫn như nhau thôi. Mặc dù là hai hệ đấy là khác nhau. Do đó là định vị là chưa đủ, phải là hướng. Vậy hướng thì xác định như thế nào đây? Mặc dù là biểu diễn cụ thể ra thì các em thấy là RB2 đối với G và RB2 với B khác hẳn nhau. Các hệ tọa độ nó khác nhau mà các ma trận cosin khác nhau. Để theo công thức ta có thể biểu diễn dưới dạng ma trận hoặc là vector. Nếu biểu diễn dưới dạng vector qua các vector chỉ phương thì ta được công thức 2 và công thức 3. Y lớn K lớn đó là vector chỉ phương của cái hệ G. Y nhỏ, V nhỏ, K nhỏ là vector chỉ phương của cái hệ B. Hai với ba nhé, là chúng ta chỉ có viết lại thôi. Thế còn 4, 5, 6 là như thế nào? Thế bây giờ các em muốn tìm thành phần nào đó thì các em muốn tìm x2 thì các em nhân cả hai vế với y. Thế muốn tìm y2 thì ta nhân cả hai vế với z. Đấy. Muốn tìm z2 thì ta lại nhân với gì? Ta đấy, bằng r2. R về sau R2 là cô viết tắt đấy, thế là B ở đây, tại sao cô giải thích ở dưới này này, là không cần viết nữa đây, đây bằng đây nhé, bằng R2. Không cần phải bằng P. Cô mình không hiểu R2 nó ở đâu. Tại sao lại có được 4 5 6? Là các em biết là cái vector đơn vị thì nó có cái gì nhỉ? Hướng thì là nó theo, nó sẽ chỉ phương của các trục đúng không? Thế còn độ dài thì nó bằng 1. Bây giờ các em nhân phương trình 2 với R2 đúng không? Vế phải sẽ là Y nhân với R2. Xin lỗi, nhân với Y đấy. Em các em nhân phương trình 2 với Y đi. Muốn tìm đấy, muốn tìm x2 đấy, các em nhân cả hai vế phương trình với Y, tại sao lại thế nhỉ? Nhá. X2 nhá, em nhìn vế phải đi, em nhìn phương trình vế phải của phương trình 2 nhé, thì em nhân với y đi, x2 mà nhân với y bình, y nhân với y là y bình, mà y bình phương thì độ dài bằng 1 đúng không, do đó là nó chỉ y bình phương là bằng 1 rồi.
x2 nhân với 1 thì là còn mỗi x2 thôi. Để ra đó là x2. Tại sao với phải mà nhân với 2 lại nhân với y lại còn mỗi x2 thôi? Đây các em nhân thử nhá. X2 nhân với y, xong lại nhân với y nữa, tức là x2 nhân với y bình là bằng 1 đúng không? Rồi, y2 đây, y2 nhân với z, xong lại nhân với y. Z nhân với y thì vuông góc với nhau, hai vectơ đơn vị nhân mà vuông góc với nhau thì nhân với nhau bằng không. Ta có công thức rồi, k nhân với y cũng bằng không. Ba trục mà x vuông góc với y vuông góc với z, hay z vuông góc với x. Hai vectơ mà là vuông góc với nhau thì nhân với nhau mà. A nhân b bằng a nhân b, cốt này, cốt của góc a, cốt của góc a và b, cốt của hai trục vuông góc với nhau thì cốt bằng không, cốt 90 độ là không. Đó là vế phải, chỉ còn mỗi x2 thôi là như vậy. Đấy, tương tự ta sẽ nhân gì? Từ 2 ta sẽ có 3 phương trình. Từ phương trình số 2 ta sẽ có 3 phương trình là 4, 5, 6 nhé. Hiểu được chưa, phương trình số 4 chưa nhỉ? Từ phương trình số 2, các em nhân cả hai vế của phương trình với y. Thì khi đó vế trái sẽ là y nhân với R2, bởi vì là RB2G thì bằng R2 đây mà. Đây y nhân với R2 đây. Thế còn vế phải thì chỉ còn mỗi x2 thôi. Đây các em nhìn thấy bên đây, bằng x2 bằng đây. Cô vừa giải thích rồi, y bình là bằng 1, y nhân z bằng 0. Y nhân với k bằng 0, do đó là vế phải của phương trình số 2 thì chỉ còn lại là x2 thôi. X2 sẽ bằng y nhân với R2. Xong cân bằng với phương trình số 3 ở dưới. Cân bằng phương trình với số 3 ở dưới. Bởi vì đều bằng R2 mà. Đấy, do đó là y nhân với gì? Đây, tức là các em nhân cái vector y. Y lớn thế này. Đấy. Với cả hai phương trình 2 và phương trình 3 mà cân bằng chúng với nhau thì ta được phương trình 4. Phương trình số 3 nhân với y thì đây em thấy bằng y đây, nhân với x2 nhân y đây nhân đây, phương trình số 4 đây, tức là phương trình 2 nhân với y cân bằng bằng phương trình 3 nhân với y. Tương tự thì ta có được phương trình 4. Thế muốn có được phương trình 5 thì là phương trình 2 các em nhân với z và phương trình 3 nhân với z thì ta có cân bằng với nhau, người ta bằng nhau, cho chúng bằng nhau, người ta được phương trình số 5. Phương trình số 2 nhân với k bằng phương trình số 3 nhân với k, ra được phương trình số 6. Phương trình 2 với 3 là bằng nhau mà. RB2 với G với RB2 với B thì bằng nhau bằng R2. Đấy, 4, 5, 6 ta có được là như vậy. Các bạn có gì hỏi hỏi luôn nhé. Ta trao đổi luôn. Nhé, không hiểu gì chúng ta phải trao đổi ngay nhé.
Cái có hiểu được sao là có được cái phương trình 4, 5, 6 không nhỉ? Không hỏi gì thì cô coi như là đã hiểu hết rồi nha. Cô giải thích lại một lần nữa đi cô, mình chưa hiểu lắm. Đầu tiên là cái phương trình số 2 kem nhân với y đi đã. Nhá, đầu tiên là phương trình số 2 nhân với y. Phương trình số 2 nhân với y thì vế phải được bằng x2 đã hiểu chưa? Em hiểu rồi. Rồi sau đó là em cân bằng với là x2 đúng không? Vế phải là còn là x2 thôi, vế trái thì là y nhân với r2. Vì ta nhân cả hai vế với phương trình 2 với gì? Với y mà. Nhá, phương trình 2 nhân với y thì được bằng x2 sẽ bằng y nhân với r2. Đến đây các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đến đây đã nhá, từng cái một nữa. Rồi. Rồi, thế còn lại là cái phương trình 3. Phương trình 3 các em cũng nhân với y. Em phải nhớ là phương trình 2 với phương trình 3 bằng nhau nhé. Phương trình 3 chúng ta cũng nhân với y. Thì y lớn ấy, vector y ấy. Thì vế trái là gì? R2 nhân với y đúng không? Cũng bằng với phương trình 2 đấy. Thế vế phải đây, ta đang nhân y thôi. Vế phải của phương trình 3 đây. Y này nhân với x2 nhân y này cộng với y nhân y2 nhân với z cộng với y nhân với z2 nhân với k. Đây là vế phải của phương trình 3. Sau khi nhân với y cân bằng hai phương trình này với nhau vì 2 với 3 bằng nhau mà. 2 nhân với y thì bằng 3 nhân với y. Đây này, đây các bạn phải hiểu là đây này, hai phương trình 2 nhá. Nhân với y. À, nhân vector y này. Đây này. 2 nhân với y, phương trình 2 nhân với y bằng. Ông b này, để có được cái phương trình 4 này cô ghi bên cạnh đây. Chú ý nha là y này. Sao với 2. Sao với phương trình 2. Sao với phương trình 2 thì bằng y. Sao với phương trình 3. Đây, đây này có đây này. Để có được phương trình 4 ấy là ta nhân với y với cả hai vế của phương trình. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, phương trình 2 nhân với y, phương trình 3 nhân với y mà cân bằng với nhau. Đây bằng y nhân r2 đây. Phương trình 2 nhân với y đúng không? Cái 2 nhân với y và 3 nhân với y thì bằng y nhân với r2 đã hiểu chưa nào? Rồi nhá. Thế y nhân với 2 thì còn gì? Bây giờ ta chỉ xét vế phải của hai cái phương trình 2 và 3 thôi. Vì là vế trái ta biết rồi, nhân với y thì đều bằng là y nhân với r2. Cái vế phải của chương trình 2 mà nhân với y thì đây x2 nhân với y bình đúng không? Cộng với y2 y nhân với gì? Y bình thì bằng mấy? Y bình thì bằng 1. Đúng nhỉ? Vector chỉ phương mà. Thì có độ dài bằng 1. Thế còn y vector y mà nhân với vector z thì là bằng 0. Bởi vì y với z là vuông góc với nhau. Z nằm trên cái trục y này. Còn là đúng không? Y nằm trên trục x, x với y vuông góc với nhau. Hai vector nhân với nhau y nhân với z thì bằng gì? Độ dài của từng vector nhân với nhau và nhân với cos của góc lệch pha giữa y và z. Cos của 90 độ thì là 0. Đấy, do đó là tại sao chỉ còn mỗi x2 là như vậy.
Y nhân với K cũng tương tự như vậy. X vuông góc với Z mà. Thì là Y nhân với K là bằng 0. Đấy, vì thế mà chỉ cái vế phải của phương trình số 2 này còn mỗi x2 thôi. Thế còn lại là vế phải của phương trình 3. Vế phải với phương trình số 3 đây. Y nhân x2 nhân Y đây. Y nhân với Y2V đây. Và Y nhân với Z2K đây. Đấy là vế phải của phương trình số 3. Đấy, và chúng cân bằng với nhau. Thì ta được phương trình số 4. Tương tự cho hai phương trình số 2 và số 3 nhân với Z thì ta được phương trình số 5. Hai vế của cho hai phương trình số 2 và nhân với và phương trình số 3 nhân với K thì ta được phương trình số 6. Ta được hệ phương trình đấy là 3 phương trình 4 5 6. Ừ, ok. Cô đang chờ các bạn đây. Đấy là cái ký hiệu vector. À, cái ký hiệu mà cái mũi tên á hay là cái gì em? À, mũ G đây cô vừa giải thích đấy. Nhá, ví dụ như RB2G chẳng hạn nhá. Thì là gì? Ta xét cái là gì nhỉ? Vector đây là R nhá, là ký hiệu là của cái gì đây? Cô quay trở lại cái này tiếp tí đây. Đây này. Đâu rồi nhỉ? Đây nhá, cô ghi lại hiệu lại đây. R đây. Là ta xét với hệ quy chiếu nào? Vị trí của điểm P đối với hệ quy chiếu G. Tọa độ của điểm P đối với hệ quy chiếu G. Đây. Tọa độ của điểm P đối với hệ quy chiếu B. Cái chỉ số B với chỉ số trên với chỉ số dưới. Chỉ số P ở dưới tức là ta xét cái điểm đó, ta sẽ xét cái điểm P. Tọa độ này, điểm P. Còn chỉ số nhỏ ở phía trên trước cái mũi tên thì là G. Chẳng hạn G ở đây là chỉ số là ta đang xét với hệ quy chiếu G. Thế trong trường hợp mà hai hệ quy chiếu này có gốc tọa độ trùng nhau thì do là O trùng với nhau mà thì là chỉ đều bằng OB2 cả thôi. Thì ta có là vector của điểm P2 đối với hệ G thì cũng bằng OB2. Thế vector của điểm B2 đối với hệ B thì cũng bằng OB2. Đấy, ta được phương trình số 1, số 2 ấy. Số 3 là như vậy. Vì hai gốc nó trùng với nhau nên điểm O là như nhau. Cái chỉ số G hay chỉ số B ở trên là ta đang xét trong hệ quy chiếu nào. Vậy qua một biến đổi này thì ta sẽ được cái hệ phương trình 4, 5, 6. Đây các em nhìn hệ phương trình 4, 5, 6 đây. Viết với dạng vector nhá. Thế bây giờ các em viết với dạng, các em bỏ cái IR2V đi. Ta sẽ có X2, Y2, Z2 bằng gì? Ta đang muốn tìm tọa độ của điểm P mà. Thì hệ phương trình 4, 5, 6 ta viết dưới dạng là ma trận. Thì một cái cột bên trái, vế trái đây là x2, y2, z2. Cái vế phải đây, vế phải ở đây nhá. Các em lấy x2 nhỏ, y2 nhỏ, z2 nhỏ, ta ra một cái cột bên ngoài nữa. Trong này ta sẽ được ma trận này 3 nhân 3, tức là 3 hàng, 3 cột. Thứ nhất là y lớn nhân y nhỏ này. Hàng đầu tiên là y lớn này nhân với từng cái vector chỉ phương y nhỏ, z nhỏ, k nhỏ đây. Hàng thứ hai là vector z nhân với từng cái vector chỉ phương của hệ B. Hàng thứ ba là k lớn nhân với từng cái vector chỉ phương của hệ B. Thì ta được hệ phương trình số 7, tức là viết lại thôi. Thế là ta chỉ viết lại 4 5 6 dưới dạng ma trận thôi. Thì ta được hệ phương trình số 7. Và ta đặt nó là các hệ số từ A1 đến A33 đấy. Đây, A11 là hàng 1 cột 1, A12 là hàng, chỉ số trước là bao giờ cũng là hàng mà. Ví dụ như A11, A12, A13 thì là hàng 1 cột 1, hàng 1 cột 2, hàng 1 cột 3. 3 nhân 3 tức là 3 phần 3 hàng, 3 cột đây.
là từng phần. Mấy em ghi vào. Đây cô gọi là A đúng không? Các hệ số đó là các hệ số A. Nhé, các hệ số A. Thế mét A này chính là được gọi là các ma trận cosin chỉ hướng, được gọi là ma trận cosin chỉ hướng. Những cái phương trình 9 với 10 thì là ta chỉ viết gọn lại thôi, ví dụ phương trình số 8 nhé, thì các em sẽ đặt đấy là ma trận A mà. Thì x2, y2, z2 chính là tọa độ của điểm P đối với hệ G. X2 nhỏ, Y2 nhỏ, Z nhỏ, à Z2 nhỏ thì là tọa độ của điểm P đối với hệ B. Vì thế là ta viết gọn lại ta sẽ được cái phương trình số 9. Và ma trận A này được gọi là ma trận cosin chỉ hướng. Ý nghĩa của cái ma trận cosin chỉ hướng này là biến đổi tọa độ của điểm P trong hệ quy chiếu động nha. Hệ B này là hệ quy chiếu động mà. Tức là ý nghĩa của ma trận cosin chỉ hướng như này là biến đổi tọa độ của cái điểm P bất kỳ trong cái vật rắn đó, bất kỳ trên cái vật rắn. Tức là biến đổi tọa độ của điểm P tùy ý đúng không? Thuộc cái vật rắn trong hệ quy chiếu động sang tọa độ của nó trong hệ quy chiếu cố định. Đây x2, y2 nhỏ là tọa độ của điểm P đây, đối với hệ B. Ý nghĩa của ma trận cosin chỉ hướng ấy, tức là chuyển tọa độ, biến đổi tọa độ của điểm P này từ hệ quy chiếu động về hệ quy chiếu cố định, cũng là tọa độ của nó thôi, trong hệ quy chiếu cố định. A, G, B chỉ số trên thì có dưới như này, tức là ma trận cosin chỉ hướng biến đổi từ hệ B về hệ G. Đấy, đấy là ý nghĩa của ma trận cosin chỉ hướng đấy. Để chuyển đổi tọa độ của một cái điểm P từ cái hệ cố định về cái hệ động. À, xin lỗi, từ hệ động về hệ cố định. Đấy chính là cái ý nghĩa của ma trận cosin chỉ hướng. Xong chưa các em? Kia không chưa? Nhớ là biến đổi hệ tọa độ của cái điểm P từ hệ chuyển động đúng không? Hệ động về hệ cố định.
Xong chưa nhỉ các bạn nhỉ? Thế còn công thức 10, công thức 10 tức là mình muốn tính nghịch đảo vậy thôi. Trong trường hợp là có RP đúng không? Đối với hệ động rồi thì ta nhân vector cosine chỉ hướng, à ma trận cosine chỉ hướng thì ta ra được tọa độ của điểm P đối với cái hệ cố định. Thế còn trong trường hợp là muốn gì? Muốn biến đổi từ hệ gì? Từ hệ cố định, ta có tọa độ của hệ cố định, muốn tính hệ động B thì như thế nào? Đây là công thức ngược lại với nhau thôi. Cô sang slide tiếp nhé. Đây một số những cái tính chất của ma trận cosin chỉ hướng. Thì ta có cái tính chất là ma trận cosin chỉ hướng là ma trận trực giao. Thế nào là ma trận trực giao? Ma trận trực giao tức là ma trận mà có cái tính chất đây, ma trận nghịch đảo chính bằng ma trận chuyển vị, dẫn đến là việc tính cái ma trận nghịch đảo nó đơn giản hết hơn rất nhiều. Này, tính chất đây, từ cái tính chất của ma trận trực giao tức là tính ma trận nghịch đảo. Chứ tính ma trận nghịch đảo bình thường các em phải tính nhân với det rồi các thứ bù ma trận chuyển vị, những thứ rất là phức tạp. Đúng không? Thì ta lại có cái ma trận nghịch đảo bằng chính ma trận chuyển vị. Thì ta không ngại gì tính ma trận nghịch đảo nữa. Và từ cái tính chất ma trận nghịch đảo bằng ma trận chuyển vị ta sẽ có 6 cái phương trình của các hệ số như trên. Sau tuần này bọn em còn có 2 tuần nữa là bọn em nó nghỉ Tết rồi Vâng rồi. nhanh quá. Đây kèm ghi cái tính chất này thôi, tính chất này thì đơn giản lắm mà, nhân với hai ma trận này bằng hai ma trận bằng nhau mà, thì nhân chúng với nhau chia thì bằng nó bằng hai ma trận bằng nhau thì nhân với chúng với nhau bằng ma trận đơn vị.
tức là a nhân với a trừ một đi các em. A nhân với a trừ một thì bằng ma trận đơn vị đúng không? Bằng một mà. A chia cho a thì bằng một mà, thì tức là a nhân với a trừ một đấy là bằng một. Thế là a trừ một lại bằng a chuyển vị nữa. Nhân chúng với nhau thì ra là ta sẽ có được cái tính chất của 6 6 phương trình này. Rồi ít rồi có công thức định thức của nó là bằng một. Rồi ma trận A có, ta sẽ áp dụng những cái tính chất này vào để ta làm bài tập. Đã ghi xong thì giờ cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm cái bài tập rồi luôn này. Em học sớm thế này được không biết đâu. Tôi đang phải nhìn cái lịch tuần của bọn em nè. Bao nhiêu tiết trước Tết là bao nhiêu. Thi hình thức gì, không biết là thi cái gì. 5 tiết một tuần này. Tuần sau lại 5 tiết một tuần này. Đâu này. Xong chưa các bạn? Đây, bây giờ các em làm cho cô cái bài số 1 này. Tìm thành phần còn thiếu của ma trận sau, áp dụng cái 6 cái tính chất này. 6 cái phương trình này. Làm bài 1 trước đã. Xong đó thì làm bài 2. Đấy, cái em làm này. Đấy. Làm đi mấy phút được cô chữa. Làm 5 phút được cô chữa nhá.
Bài một lần mà chưa các em ơi. Dạ rồi ạ. Ok đúng không? Một chỉ có thay số vào thôi. Cô. Cần bài 2 nhé. Bài 2 cô giải thích này, tìm ma trận, tức là tìm ma trận cô xin chỉ hướng đây. Nếu biết điểm B1 là điểm nằm trên trục X và điểm B2 nằm trên trục Y, thì bây giờ muốn làm bài này thì các em phải vẽ ra. Vẽ ra. Điểm P1 mà nằm trên trục X và điểm B2 nằm trên trục Y. Để cho như thế này. Điểm B1 nằm trên trục X thì các em gọi là XB1 đi. X là trục thì hai thành phần kia sẽ bằng 0, tức là gì nhỉ? Nằm trên trục X tức là X 0 0. Có hiểu không nhỉ? Nằm trên trục X mà thì tọa độ theo phương Y với phương Z là bằng 0. Còn nằm trên trục Y thì tức là có giá trị của phương phương Y thôi. Còn điểm P2 ở đây là gì? Sẽ là 0Y2 0. Đấy nha, để làm bài số 2 này thì các em phải thay vào cái phương trình. Cái phương trình này, đấy, cô sẽ chỉ giải bài 2 cho các bạn thôi. Đã làm bài 2 đi, chuyển sang làm bài 2 đây này, thay phương trình này nhé. Phương trình số 9 đấy này. Trong đó là vế trái biết rồi, R, B, G là biết rồi. Nhưng người ta hỏi là tìm A, G, B là có đây, các thành phần này đây. Rồi, thế còn RP đối với hệ B thì là gì? RB đối với hệ B thì ở đây. RB đối với hệ B thì điểm P1 nằm trên trục X, tức là Y là bao nhiêu? Tức là X 0 0. Thế còn điểm B2 nằm trên trục Y thì sẽ là 0 Y 0. Đấy, các em phải thay vào để các em tìm. Đây, cụ thể như sau. Mắt trận A thì chỉ có 1 thôi. Đấy. Nằm trên trục x mà thì theo hai phương y với z bằng 0. Thế còn nằm trên trục y thì là các phương x với z bằng 0. Em đã check được chưa đã? Mày cần check để bài về 2 đã nhé.
Đây lời giải cái bài 2 nhé. Thay vào các em tìm cho cô x và y này. Ở đây chúng ta sẽ có nha, trừ cộng với, nhớ và nhớ là để đủ điều kiện giải thì thiếu cái gì, thiếu phương trình thì chúng ta lại kết hợp với 6 cái phương trình này. Đấy, liên quan đến A1, A2 này. Ta có 6 cái phương trình này nữa không?
tính được chưa các em nhỉ? Có hiểu thì có hỏi đi không nha. Xong chưa nhỉ các bạn nhỉ? Em 3 giờ 10 là hết giờ đúng không? Còn nhiều thời gian. Cô ghi cách tính ra đi ạ? À? Cô ghi ghi chép cách tính ra thì đây, đây em giải phương trình ra đi, cô mới giải đi. Cô cũng chưa giải ra. Đấy nhá, thì bây giờ cân bằng phương trình đi, ví dụ như 0,071 này bằng x nhân với bằng a11 thì x nhá. Vì cái đây sao bằng 0 hết. Xong trừ 0,1247 bằng a21x nhá. Xong 1,4141 bằng a31x nhá. Rồi xong các em lại có dựa vào các phương trình cân bằng này này. Đấy. Ví dụ đây a11 này cộng với nhau bằng 1 này. Đây nhá, a11 này nhân với a21 đây, ví dụ này bằng 0 đây. Đây rồi lại phương trình dưới này nữa. 0,3807 này thì lại cái này lại khác lại đúng không? Bằng a12 nhân với y này đấy. Này. Ví dụ như các em chia cho x chia cho 1 cho 2, các em sẽ có ngay là a11 chia cho a21 bằng gì đúng không? Bằng 0,01 đấy chia cho gì? Các em lại có đấy, 3 phương trình xong lại có a11 nhân a21 cộng với a11 nhân a31 cộng với a21 nhân a31 bằng 0. Đây ta có ngay cái phương trình này bằng 0 này. 11 đây đúng không? Nhân với a21 này. Ba hệ số này cộng với nhau bằng 1 đây nha, 11 này. Bình cộng với a21 bình cộng a31 bình đã là bằng gì? 1 rồi. Bình phương cộng lên bằng 1. Trong tay lại có là a11 chia cho a21 bằng mấy? Bằng 0,071 chia cho trừ 1,247 đúng không? Em cô em tưởng a các số ở trên cùng một hàng được cộng bằng 1, còn cột thì không được cộng. Cột bình thì cộng không bằng 1 chứ. A11 này, a12 này, a11 này. Một một này, a một hai này, a một một bình này cộng với a một hai bình cộng với a một ba bình bằng một này. Đây thay cái này vào một vào đây, hoặc là thay vào cái phương trình dưới đây này, a một một nhá, các em sẽ có a một chia cho a hai một bằng gì đúng không? A11 chia cho A31 bằng gì? Tức là còn mỗi một biến số là A11 thôi. Đúng không nhỉ? Đấy, xong, sau đó thì tùy các em thay vào cái phương trình nào đây một tay. A11 này. Đây. Có A21 đây đúng không? Nhân với A21 này. Cũng được.
đây cơ mà, 6 phương trình 6 ẩn đi cơ mà. Thế thay vào A11 cộng A12 cộng A13 bình là bằng 1. Đấy, rồi lại có cái phương trình dưới này nữa em. Đây nhá, A11 chia cho A21 bằng gì này. Đấy, A21, à cái này là A12 đúng không? Xong đấy là thay vào đây, cơ ta chỉ cần tính mỗi A12 thôi. Đưa hết được về A12 này. Đây nhá, các em thay vào A11 nhân A21 này. A11 này. Cái bản này. Nó ngủ rồi đây.
Phép quay quanh trục x này, bx này, bi này, bz này. X, bi, bz nhá. X được chưa em ơi? X bằng với u nhá. Y này trùng với z này. Bx, bi, bz này. Được chưa nhỉ? Thế vì thế là cô sẽ xác định đường này bx bi bz đi nhá, bằng 100 0 cos delta trừ sin delta này,
không sin delta, cos delta. Vì sao mà cô xác định được như thế này? Đây các em nhìn này, chiếu lên nhé, bx với bu trùng nhau, bởi vì trục x là trục quay, nó giữ nguyên không đổi. Thế bi, y tức là chiếu lên cái y này, các em từ điểm p các em chiếu lên cái trục y và trục z, bi chiếu lên, thì ta sẽ tính ra được là bằng b điểm v cos delta như này, delta là cái góc mà cô đánh dấu ấy nhé. Hai góc này sẽ bằng nhau vì nó quay quanh trục x mà, hai cái góc mà đánh dấu ấy này thì nó sẽ bằng nhau, đánh dấu cái mũi tên ấy, các bạn có nhìn thấy không? Hả con? À hả các em? Ừ. Hai góc là bằng nhau nhé, các quay quanh trục x mà. Do đó là chỉ làm sao? Ừ, chỉ có một góc quay thôi, delta là góc quay quanh trục x, hai cái mũi tên này này, đánh số hai bên này này là bằng nhau nhé. Góc quay delta. BI thì xác định bằng BV cos delta. BV đây này, BV là cái đỏ ấy nhá các bạn. Màu đỏ đây là BV và BV kép này. Trừ đi BV kép sin. Muốn tính trên cái đoạn này này, đấy, các em nhìn thấy BI nhá, chiếu lên nhá. Đây, thì nó sẽ đằng bằng BV đây. BV các em chiếu lên là BV cos delta này, cái đoạn này đây, trừ đi cái đoạn ngắn này. Do đó là bằng BV cos delta trừ đi BV kép sin delta. Đấy, do đó là các em sẽ từ đó chúng ta sẽ có được viết phương trình. Đấy, BX, BY, BZ đây, 1 0 0. BU, BV, BV kép. Ừ. Hiểu chưa nhỉ? Ừ, dưới cô ghi rõ rất rõ ở dưới đây. Nào, trong trường hợp hai hình vẽ liền thì các bạn dễ hình dung. Ừ. Chiếu lên. Cái này thì chúng ta học rồi, chúng ta biết. Cô sang slide tiếp nhé. Vậy là ma trận biến đổi quanh quanh trục x này chính là cái ma trận đây này, RX góc delta như này. Đây, được viết là 1 cos 1 0 0 0 cos delta trừ sin delta. Không sin cos delta, đây cũng chính là ma trận cosin chỉ hướng thôi. Cho phép ta xác định biến đổi tọa độ của điểm B từ hệ chuyển động về hệ cố định. Sao? Phép quay quanh trục y. Và tương tự chúng ta sẽ có cái phép quay quanh trục y và quanh trục z. Đấy, các em ghi nốt công thức này. Y z thì cô không chứng minh nữa, chúng ta chỉ cần chiếu lên thôi, ta tìm thôi, cái này học phổ thông cũng có rồi.
Xong chưa? Các em ghi xong chưa? Ghi xong cái này thì nghỉ nhé.